Giới thiệu về chùa Quán Ngọc Thanh, Quán Ngọc Thanh được xây dựng khi nhà Trần đã ở giai đoạn cuối của thời kỳ hưng thịnh. Quán nằm ở sườn phía đông nam của núi Ngọc Thanh, thôn Đạm Thủy. Dưới thời Trần, đây là một thắng cảnh của xứ Đông với những công trình lầu các được xây tựa lưng vào núi, ẩn hiện dưới những bóng tùng cổ thụ. Đây cũng là nơi vua Trần Thuận Tông bị Hồ Quý Ly ép xuất gia tu đạo và bức tử. Quán Ngọc Thanh dần trở nên hoang tàn, đổ nát dưới thời Lê Sơ. Đến thế kỷ 17, cùng với sự phục hưng của Phật giáo, đạo giáo và các tín ngưỡng dân gian, Quán Ngọc Thanh dần được khôi phục và biến đổi thành chùa với không gian thờ Phật riêng, chùa Quán Ngọc Thanh nay thuộc thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, cách trung tâm Đông Triều khoảng 4,5 km về phía tây.